Sắp được rồi đó. Được rồi. Thành màu đỏ luôn. Ừ, nó đã thành màu đỏ luôn đấy. Các em thấy không? Đang còn hơi dính một tí. Wow, sẽ là màu đỏ. Từ 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 từ, nhìn này. Nào, hôm nay nha, em thích làm slime đúng không? Rồi, em sẽ dạy em nào. Em làm gọi lọ, làm 5 lọ thôi, làm thế là chơi thoải mái thôi. 5 lọ để đây nhá. Vặn hết ra cho chị, để chị đổ ra thôi. Thôi, em chỉ cần vặn nút trên thôi, để chị vặn cái dưới thôi. Nó chặt. Ui, sao cái này chặt thế? Cái này, lọ keo này lớp em nhiều lắm. Thế à? Thế này rất là tiện nhá. Chúng mình sẽ là giúp các bạn làm slime chơi nhá. Em ơi, Tết sắp đến rồi ấy, ở nhà không có việc gì ấy, chúng ta làm slime chơi rất là đơn giản luôn. Em ạ, 5 lọ nhá, chị sẽ đổ hết vào đây, chị và bạn Xu sẽ cùng nhau đổ. Và với 5 lọ hồ thì chị với bạn Xu sẽ cho 5 ống nước, 4 ống nước. Vậy xả hết cho đâu phí, chúng mình phải tiết kiệm. Được rồi. Chị có một lọ kìa. Ở đâu? Đây ạ. Ở đây một đó chị cho em đổ á. Em phải giúp em nhớ. Ừ, đấy. Và chị sẽ phải cho 4 cái ống nước như này. Mở nhá. Rồi em đổ nốt lọ kia đi. À. Ủa chị chưa mở cái đấy à? Đây bạn Xu không làm được gì đâu, nhưng mà rất là tranh chích tranh chòe. Lúc nào cũng để em làm. Em phải làm slime cơ chị ơi. Chị ơi làm slime chơi đi. Không có làm được đâu. Đấy, một ống rồi đúng không? Hai ống. Em ạ, cho nhiều nước ấy thì một lượng nước vừa phải thì chúng mình sẽ có slime mềm hơn. Nếu mà các em không cho thì nó sẽ bị cứng đấy. Nhất là cho nhiều chất dơm miệng. Rồi. Ở đấy, bạn Xu sẽ giúp chị ngoáy trước nhé. Đấy. Đấy, đúng không? Được rồi đúng không? Nhất nhất rồi. Nhất nhất rồi đấy, đúng rồi, chị cho thêm một ít nữa. Sao chị lại đổ nước quặc vào tay em? Ô, chị xin lỗi, trời ơi, trong lúc làm ai tránh được. Rồi, các em ơi. Em nhớ rồi. Mà bạn Xu của chúng ta thì rất là thích màu hồng em. Một cô bé màu hương. Cái gì cũng phải màu cho hương. Cho em ngoái em nhá. Rồi đây chị lấy cho. Chị lấy ra rồi em ngoái. Ừ, chị cho màu hương nha. Hôm nay chị sẽ cho rất là nhiều. Bởi vì bạn Xu bạn bảo bạn ấy thích cho nhiều. Rồi. Ngoái đều vào. Ngồi yên đi ngoái đi nhá. Chị đi chị lấy một thứ mà rất là cái gì này? Rút phải đi em ha. Nghịch ngợm. Được chưa? Ngoái tan chưa? Đấy, bạn Xu đang ngoái sắp tan rồi đấy. Đây, các em ơi. Đây là vũ khí bí mật để chúng ta có slime để chơi đấy. Đó chính là một lọ dơm miệng. Lọ này các em mua rất dễ. Chúng mình ra hiệu thuốc. Mua một lọ dơm miệng về. Đấy, kỹ chưa? Chị xem nào. Đấy, rất là chính chích chính trẻ cơ. Em mấy giọt vào chị? Để tí nữa chị cho. Làm rất dễ các em ạ. Mấy giọt có... Đưa đấy chị đổ không? Không, không được. Cái này mình không nên cho nhiều quá em nhé. Nếu mà cho nhiều ấy, nó sẽ bị... Em sẽ ngoái lên. Nó sẽ bị cứng, nên là chị sẽ cho một ít. Em sẽ ngoái lên nha. Và chị pha thêm một ít nước nữa, nó sẽ không bị rắn luôn. Như thế thì nó sẽ mềm hơn. Đấy, rồi. Wow. Nào, đây chị đổ cho. Ngày xưa chị chưa biết cắt, bây giờ chị biết cắt rồi à. Đấy, các em nhìn thấy chưa, các em nhìn thấy chưa? Mình đổ phát. Đấy. Nhẹ thôi. Đưa chị ngoái cho đúng. Đến lúc nào nó đặc vào thì chị sẽ cho bạn Xu ngoài. Đấy các em biết không, bởi vì là chị cho nhiều dơm miệng nên nó sẽ rất là nhanh. Em nhìn thấy chưa này, đấy. Màu hồng của bạn Xu đấy. Thành màu đỏ luôn. Thành màu đỏ luôn, bởi vì sao, biết vì sao không? Không. Bởi vì chị cho quá nhiều màu hồng luôn. Đấy các em nhìn thấy chưa? Chị nhìn vào tông này. Không sao cả, em nhìn này. Đấy, chúng ta đã sắp có slime chơi rồi đấy. Em thấy không? Thích. Nhưng mà lắm. Để lại thì nó sẽ thành màu hồng. Đúng rồi, để lại nó sẽ thành màu hồng. Bản chất của nó là màu hồng mà các em ý. Nó dính lên đây là màu hồng mà, đúng không? Nó vẫn chưa được đúng không? Chị cho thêm một ít nữa vào này. Các em thấy chưa? Sờ đi. Ôi bị dính. Cho nữa. Chị biết ngay mà, xô lúc nào thế chị đã phải chuẩn bị một ít giấy. Cho cô. Lau đi cô bé. Uầy à. Các em có thể cho màu thực phẩm này, cho màu gì cũng được, miễn là mình có màu thôi. Đó. Xong đấy chúng mình ngoài. Nếu không có màu thì các bạn sẽ không làm được. Ừ, nếu không thì không... các bạn sẽ làm bằng màu trong. Đúng rồi, mình làm slime trắng. Đúng không? Slime trong rất đẹp mà. Các anh quay lại, sao lại
rất là lè lưỡi với em. Đấy, em thấy ông suốt ngày oánh nhau, anh quay với bạn Su nó là như kiểu là khắc tinh của nhau ấy, trêu nhau ấy. Cho em xem. Sao được á? Cho em xem. Đấy, sao được không ạ? Một chút nữa thôi. Nếu mà các em thấy nó chưa được mà các em muốn chơi nhanh thì mình để bạn Su lại bắt đầu đổ vào, lại cứng nhanh cực kỳ luôn các em ạ. Chị là chị rất là thích cái trò này luôn ấy. Cho thêm vài giọt nữa nhé, cho nó sẽ nhanh hơn, chúng mình sẽ có slam chơi sướng hơn. Đấy, sẽ đổ trong này. Các em không, không đổ nó, không đổ nó. Chỉ vì bạn Su bạn ấy ngày nào bạn cũng ỉ eo, chị ơi, Tết rồi em chẳng có trò gì chơi cả, em buồn lắm. Bởi vì bạn ấy rất là hiếu động, chân tay bạn ấy cứ phải nghịch liên tục ấy, nên chị quyết định làm một slam để cho bạn ấy lắn bóp chờ suốt ngày, không có quấy rầy chị được nữa. Để Tết á, chị còn đi chơi chứ. Đấy, chị không, không đấy, đừng sờ, chưa được. Chị cái gì mà chị? Chị làm cho em chơi em lại còn mắng chị à? Chúng mình sẽ cho thêm dơ miệng em ạ. Đến khi nào mà slam của chúng ta nó sẽ không còn dính nữa thì là được. Đấy, em chưa dính. Nhưng mà các em đừng cho nhiều quá nhá, thì nó sẽ bị rắn quá đấy. Đấy, đang được đấy này. Chị cũng đã không dám cho thêm này, chị đã sợ đấy. Thế là chúng mình chỉ cần nhau quấy thôi. Nếu mà mình muốn không dính vào tay thì mình sẽ cho một chút dơ miệng vào tay cho mình mới chơi được. Đúng rồi. Đấy, các em nhìn thấy không? Là sao hoàn thiện rồi đấy. Rất dễ luôn, chơi trò này dễ lắm. Đây. Thôi để tí nữa, lúc nào được thì chị cho em, bây giờ em đụng vào nó bị màu ra tay đấy. Đúng không? Giống như vậy này đấy. Trắng. Đúng rồi. À mà chị ơi. Ơi. Chị làm slam như này có mất thời gian không? Đây em nhìn đây, chúng mình làm rất nhanh đúng không? Chắc là chỉ trong tầm 5-10 phút là xong ấy. Chị nghĩ là rất là nhanh. Sao đợt trước mình làm lâu ấy? Đợt trước làm lâu bởi vì là còn có em làm nữa nên là chị phải làm từ từ. Chứ còn một mình chị làm như này chị nhanh lắm. Nếu không pha đám chị thì đương nhiên là chị làm nhanh rồi. Đấy. Pha đám nhá, pha đám, không làm cho trời nữa bây giờ này. Ngồi dậy nhanh lên. Ôi xấu chưa kìa. Đấy, em nhìn này. Không làm cho trời nữa bây giờ. Em thấy không? Có một đứa em nó phiền phức vậy đó. Úi giời, đứa em nó dễ thương cơ. Em thì ngợt lắm mà. Nào, cẩn thận ông em mới ngã xuống cái bụng. Đấy, đã xong rồi này, xuống này. Tôi nhìn này, không trêu nhau nữa. Đấy, em ơi, nó bắt đầu đã dính hết rồi nha. Anh quay lẻ với em đấy. Em quay trêu em à? Đúng rồi. Bởi vì em với anh quay ngày nào chả trêu nhau. Chuyện đấy là chuyện quá bình thường. Chuyện đấy quá bình thường, nên là chị không có gì cả. Đấy, sắp được rồi các em ơi. Chúng mình sắp có cái để chơi rồi. Ôi giời. Tết năm nay nhá, Su chỉ có ở nhà chơi slam thôi, chị sẽ làm cho em. Mấy hôm nữa chị sẽ đi mua thêm mấy thứ nữa phải làm cho nó có những kiểu em thích. Các em ơi, đã thành rồi. Đó, bây giờ đến thời này là chị cũng ngoáy tít mù được luôn. Cho em ngoáy. Cho nữa, cho tí nữa đó. Em không muốn nó dính vào tay em không? Không. Thế để chị làm cho nó không dính được còn. Sắp được rồi đó. Được đó. Thành màu đỏ luôn. Ừ, nó đã thành màu đỏ luôn đấy. Em thấy không? Nó còn hơi dính một tí. Chị sẽ ngoáy thật nhiều vào. Chị ơi, chị không ngoáy kiểu gì hết. Không ngoáy này để nó không dính em. Chị ngoáy tích cậu cũng. Chị ngoáy tích vô này. Đấy, vẫn còn dính nên chị sẽ cho thêm một ít nữa vào. Ít gì ấy? Một ít nước dơ miệng để nó bớt dính. Đấy. Cái bán này em. Đấy, em ơi nhìn này. Bả mấy đuôi để bắn rồi. Xong rồi. Em nhìn này, chị với bạn Su đã có thành quả để chơi. Thôi, chị thử nó. Chị bóp cho đều đó, không em dính vào nó sẽ vẫn bị da màu đấy. Đây các em ơi, chúng ta chỉ mất trong vòng từ 5 đến 10 phút là cùng. Chúng ta đã có một slam chơi. Slam màu đỏ. Màu đỏ. Từ, nhìn này. Các em ơi, đấy chúng ta đã có slam. Bởi vì là do vừa nãy chị cho hơi nhiều nên là nó bị dính đấy. Các em ạ, đây bây giờ rất là thích luôn, mềm lắm, mềm cực kỳ luôn, mềm hơn những cái mình đi mua. Các em nhìn này, đó, anh nhất chị đẹp vào bát, đó, không dính luôn, này ở trên tay chị có thể cầm ra luôn hết, rất là thích, đấy cảm giác thế nào Su? Rất mát và rất thích các bạn ạ. Đó, em lấy cái gì vào tay em nhỉ? À, của ta,
Ban đầu bạn Xu không nghe lời chị cầm vào lúc khi mà nó chưa dính vào nhau ấy, nó bị ra màu và chị cũng cho hơi nhiều màu. Đấy, cho nhiều dơ miệng một chút là bị giòn đấy. Bây giờ chúng mình sẽ phải nắn rất nhiều vào để cho các bạn ấy mềm ra. Chúng ta sẽ có được một cái slime vô cùng mềm luôn. Wow, đẹp chưa Su ơi? Slime của chị này, Su này, Su nhỏ này. Đó, các em nhìn thấy chưa? Mọng và mềm chưa? Bạn Su. Đó. Em thấy chưa? Rất thích, chơi thích lắm em ạ. Mà mình tự làm như này ấy, nó không có chất gì cả. Trời ơi, của bạn Su đã bị dính. Trời ơi, bạn Su ơi. Em ơi, nếu mà các em muốn làm cái quả bóng lười ấy, các em sẽ mua một quả bóng mềm về. Chúng mình sẽ khoét mắt và miệng, xong chúng mình cho cái chất dơ miệng này vào. Chúng mình bóp một phát là các bạn ấy sẽ lại nói cái này ra ngay đó nè. Trời ơi, của bạn Su sao dính vậy trời. Bởi vì sao? Bởi vì bạn Su không chịu bóp giống chị này. Chị đã bảo rồi, cầm ít thôi, tay thì bé, còn nữa chơi tham cơ. Em ơi, Tết ở nhà rảnh rỗi các em cá nạp trò chơi nhá. Chị với bạn Su cũng chơi đấy. Em bị giòn. Bởi vì bạn Su với lại đổ thêm đúng không? Không. Để em đổ thêm. Em nhìn này, của chị rất là mềm luôn. Wow. Chị bóp của em để cho nó đỡ làm. Em nhìn mặt bạn Su này, màu hồng chưa? Đấy, chị nhìn ơi, làm cho nó đỡ đây. Giống chị đi. Trời ơi, bạn Su của chị đẹp quá à. Đây, em phải bóp nhiều vào như này. Đây đây, sang tay chị nó đâu có bị nữa đâu. Nhưng mà bạn Su bạn ấy không biết đấy các em. Trời, để chị giúp bạn Su nhé. Trời ơi, bạn Su của chúng ta kìa tay. Thôi chúng mình đi rửa đi, chào các bạn đi rồi mình đi rửa tay. Em ơi, chị nhìn này. Của em bây giờ nó đang rơi thế nào? Nó như kiểu cái bánh bánh phu thê ấy. Đúng không? Các em nhìn con giống không? Một chiếc bánh phu thê. Nên là mềm, chúng ta ăn thôi. Chào các bạn đi rồi, chúng mình đi rửa tay. Rụt cái này ra. Nào, chào các bạn đi rồi, đi rửa tay. Chào tất cả các bạn. Chào tất cả các em. Chúc các em làm được slime thành công nhé. Có rất nhiều bạn thích cái slime này nên là bọn chị lại làm lại đấy. Chị cũng thế, thích luôn. Thế này chị cũng sẽ có cái để chơi rồi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe nhé.